công nghệ pin mọi thứ thay đổi rồi ấy, thì thực sự mình mua sớm mình cũng sẽ thiệt sớm thôi. Ok. Thế thì còn một vấn đề như thế này nữa, có nghĩa là giữa vấn đề gọi là thuê pin và mua đứt pin, thì em không biết là nếu mà khi mà khách hàng họ có phân vân ấy thì anh sẽ tư vấn như thế nào ạ? À, thực sự rằng là cái vấn đề thuê pin và mua đứt pin này thì thực sự là mỗi ngày anh phải nhận rất nhiều cuộc gọi của mọi Vâng, người em thân đoán quen thế. hoặc là ấy là hỏi về vấn đề là nên thuê pin hay là nên mua đứt pin. Dạ. Thì thực sự rằng quan điểm của anh thì anh là người làm kinh doanh, thì anh với cả anh là cũng là kinh doanh xe cũ, thì anh sẽ có một cái số góc nhìn cụ thể nhất về cái vấn đề này đấy. Mà vì vấn đề trải nghiệm thì nó khác, còn vấn đề mà của góc nhìn kinh doanh hay góc nhìn kinh tế của anh ấy thì anh chỉ nói về góc nhìn cá nhân thôi nhé, Vâng. quan điểm cá nhân của riêng bản thân anh. Còn nếu mà mọi người mà thấy đúng thì mọi người làm theo, còn mọi người thấy sai thì cứ tùy theo Ok. sở thích thôi, ai thích thì mua, ai không thích thì không mua đấy. Quan Anh điểm khuyên cá thật là nhân. như thế, đúng rồi. Còn về vấn đề thuê pin hay mua pin này, ví dụ là trên xe điện của VinFast cái giá pin nó cũng thay đổi đấy theo từng con. Thì mình cứ anh cứ tính như này nhá, cứ tính theo giá của trên chiếc VF5 là 80 triệu, trên chiếc V8 là 176 triệu, trên chiếc V9 là 230 triệu đấy. Thì làm thế nào để mình là khách hàng là người có lợi? Thì ví dụ như trên chiếc V8 chẳng hạn, Vâng. thì thuê pin một tháng hết 2 triệu 2, mình đang nói gói tiên phong nhá. Đấy, tiên phong về cả bây giờ kể cả mọi người muốn mua lại cọc, những cọc tiên phong vẫn có, cũng không phải thiếu. Đây mình cứ nói gói tiên phong thôi, không nói về cái giá cả sau này mà VinFast đẩy giá mới lên nhá. Vâng. Thì là mua một cục pin hết 176 triệu. Đấy, thì mỗi tháng mình sẽ phải trả 2 triệu 2 tiền thuê pin. Thì coi như là mình tính rằng là ở cái tiền 176 triệu kia, để anh tính nhá, thì sẽ rơi vào tầm khoảng 6 6 6,6 năm, 6 phẩy 6,6 năm thì là mình sẽ trả đủ cái gọi là 176 triệu, sẽ Vâng. trả bằng cái đấy để do vào cái vấn đề tiền pin nhá, gọi Rồi là sau đấy trả mình mới tiền gọi là trước có đấy. lãi pin. Thì sau đấy có lãi thì thường thì anh sẽ tính là nếu mà sử dụng xe VinFast lâu dài tầm từ 7 đến 10 năm ấy thì mình mới là người có lợi. Còn nếu mà ít Vâng. hơn thì mình khuyên thật rằng là mọi người không nên mua pin. Đấy. Thì mua pin là tại sao lại không nên mua pin? Không nên mua pin bởi vì khi mà em mua một chiếc điện thoại chẳng hạn, đấy, em mua thêm một chiếc ốp, em cứ tạm thời là cứ suy nghĩ như thế cho dễ hiểu nhá. Thì ngoài cái khấu hao của chiếc điện thoại ra em muốn bán lại ấy, thì ngoài khấu hao chiếc điện thoại ra còn khấu hao của chiếc ốp nữa. Nếu Đúng mà mọi rồi, người đúng tính rồi. toán thì phải tính về kinh tế thì phải tính đủ góc độ. Đấy. Và có vấn đề tiếp theo nữa. Ngoài ra như ví dụ như là trên chiếc pin chiếc V8 này chẳng hạn. Ok, em có thể cái tiền đấy trên chiếc V8 176 triệu, em có thể kinh doanh việc khác nó để ra tiền, Vâng. hoặc đơn giản nhất em có thể gửi lãi ngân hàng, lấy lãi. Đấy thì em cũng sẽ đập vào được một khoản, bởi vì khi sau này bán lại ấy, cái giá trị khấu hao của pin hiện tại xe mới nhá, anh đang tính rằng là tất cả mọi người gần như là không sẽ chưa tính được cái khấu hao rõ ràng. Đấy, nhưng Vâng. thị trường hiện tại chấp nhận nó bởi vì khi một chiếc pin như thế này sẽ mất luôn, khi bán lại sẽ mất luôn 50% giá trị của chiếc pin. À. Đấy. Ok ạ. Thì anh sẽ tạm tính cho em ví dụ như trên chiếc VF5 này thì sẽ pin của VinFast làm trên chiếc VF5 anh thấy là khá là rẻ. Bởi khá là rẻ so với mặt bằng chung của thế giới nữa cơ, chứ Vâng, không phải đúng là rồi, mặt bằng đúng rồi. chung của các dòng xe VinFast đâu, hay các dòng xe khác đâu, mà mặt bằng chung của thế giới luôn. Là pin trên chiếc VF5 thì là khá rẻ. Em ví dụ 80 triệu, 80 triệu nếu mà tiền pin thuê pin em mất 1 triệu 6 một tháng. 1 triệu 6 một tháng thì em sẽ mất tầm khoảng 4 năm. 4 năm 4 là năm thì hòa coi như được. 80 triệu, em trả tiền pin cho 4 năm. Đấy. Vâng. Nếu mà em xác định là dùng trên khoảng thời gian đấy thì ok. Và nếu mà em mà xác định dùng dưới khoảng thời gian đấy thì nó sẽ kiểu gì bán thì em cũng sẽ bị lỗ thôi. Đấy. Vâng. Còn cái khấu hao mà mọi người bảo về mà về sau ok tôi mua hết tiền pin này, về sau tôi bán thì tôi vẫn còn 50% giá trị pin ấy, thì cái đấy là cái giá trị về tương lai thì gần như rằng là chưa khẳng định được ở thời điểm hiện tại. Và kể cả cái số tiền đấy mình cứ khẳng định luôn là mình đem đi gửi ngân hàng đi, nó cũng sẽ ra một cái giá trị gần tương đương như thế. Thế Vâng. nên là mọi người thì anh khuyên thật là mọi người nên thuê pin, và Thuê nhất pin. là những ai mà chạy dịch vụ ấy, bởi vì cái vấn đề là chạy dịch vụ thì chạy càng nhiều thì thuê pin thì nó càng có lợi. Còn nếu mà Ok. chạy ít thì cũng sẽ tùy, nên là lựa chọn là nên mua đứt pin hay không thì mình phải tính toán ra bài toán kinh tế thôi. Trên chiếc VF8 thì là mất 6,6 năm, trên chiếc VF9 thì mất 6,3 năm so với cái tiền cước thuê pin. Đấy, mình cứ tính dùng trên thời điểm đấy thì mình hãng tính toán là Ok ạ. mua. Tại vì em thì em thấy là có vẻ nhiều người ngại cái chi phí thuê một tháng. Nếu mà so với xe xăng ra thì họ không dùng hết đến cái số tiền như thế, thì họ sẽ nghĩ đến chuyện là đi mua đứt hẳn. Đúng Đấy, thì rồi, bởi em nghĩ là vì góc độ gần thế. gần gần như là mọi người đi ít thì mọi người sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà thực sự rằng anh nói thẳng luôn là nếu mà mình phải xác định luôn tư tưởng và mình phải đi theo đúng một hướng thôi, là mình đi chiếc xe này
5 năm, 7 năm đấy, hoặc trên đấy thì nó mới không có cái vấn đề gì mà bàn. Còn nếu mà mình xác định đi ít hơn hoặc là chẳng may chẳng hạn, anh nói thật nhá, ví dụ công nghệ pin có thể thay đổi, nói chung là quốc tế thay đổi đến các cái dòng pin mới mà họ có thể đi được 1.000 cây rồi. Đấy, công nghệ pin mọi thứ thay đổi rồi ấy, thì thực sự mình mua sớm mình cũng sẽ thiệt sớm thôi. Đấy, mà mình chờ công nghệ pin sau có thể ok tôi mất tiền tôi mua cái cục pin chất lượng như thế này nó đáng giá trị hơn đấy thì nó sẽ khác. Còn mà mình cũng không khẳng định được rằng mình đi chiếc xe này 5-10 năm mình không chán, mình không đổi xe, mình không có vấn đề về kinh tế, mình không phải bán lại xe. Đấy, nó sẽ có các cái vấn đề đấy xảy ra. Còn thực sự là anh vẫn khuyên là đấy là các vấn đề kinh tế, còn ai thích thì mua, không thích thì thôi. Đấy, okay. Đó là quan điểm sở thích thôi. Vâng ạ. Còn nếu mà tính toán kinh tế thì cũng tự tính toán trên bài toán mà kinh tế cá nhân thôi. Mỗi người, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người suy nghĩ khác nhau. Đấy.